Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nay một video mới này mình sẽ mời các bạn cùng tham quan cái căn nhà nơi mình đang ở nha. Ok, mời mọi người cùng theo chân của mình. Thì đây là cái lối vào chính của căn nhà nha mọi người. Đấy. Cửa ở đây thì nó có là hai lớp. Lớp đầu tiên đó là cái lớp này là để mở vào mùa hè để có tác dụng là chống muỗi, chống côn trùng bay vào nhà nhưng mà nó vẫn đảm bảo có độ thoáng của ngôi nhà. Ok. Này cửa này mình mở sẵn rồi. Đó. Thì đầu tiên nha, mình sẽ bước vào đây. Đấy. Rồi đây là căn phòng khách ha. Thì này có một bộ ghế sofa, một cái bàn, tivi. Thì mọi người thì hiện tại đang ngủ rồi nên là mà mình không thể mở tivi lên cho bạn xem thấy. Thì tivi bên này thì cũng là một cái tivi cái hãng Hisense của Trung Quốc thôi. Nói chung là tại vì nhà tụi mình thuê thì chủ người ta không có sắm cho tivi xịn. Đấy, một cái tivi một cái. Rồi đây là có cái lò sưởi vào mùa đông nhưng mà rất là ít dùng tại vì không có củi. Nó là lò sưởi dạng điện nữa. Rồi. Đó, có một cái cửa sổ quan để mình lại mình coi cái view cửa sổ phòng khách. Đấy. Này thì có hai lớp rèm, một lớp rèm là dài che ánh sáng, một lớp rèm là mỏng che sơ lại để đảm bảo độ riêng tư đó. Ở trong cửa sổ nhìn ra view như thế này là đây các bạn. Rồi. Ok, thế là xong cái phòng khách nha, phòng khách rất là đơn giản. Ở dưới này người ta lót một cái lớp thảm nha các bạn. Thảm này là để có tác dụng là mùa đông đi nó đỡ bị lạnh cái chân của mình. Đấy, và bước khi mà vào đây á, thì mình phải đi chân vịt, không được đi dép vào tại vì rất là khó vệ sinh. Rồi, tiếp đến đây là phòng ngủ một. Thì cái phòng này dành cho hai bạn nữ, một bạn là người Đài Loan và một bạn là người Tonga. Phòng này cho hai người. Thì phòng này rất là rộng, có nhà vệ sinh nữ ở trong luôn. Nên nhiều bạn sẽ hỏi là nam nữ sao ở trong. Thì cái phòng riêng cái phòng này dành cho nữ thì nhà vệ sinh trong luôn. Đấy. À, tại vì phòng của người ta và đặc biệt là nữ thì mình không có giới thiệu vào phòng ở trong được rồi. Tiếp đến thì đây là cái chỗ bàn ăn của tụi mình. Ừ. Bàn ăn có bóng đèn cái này ban ngày nhưng mà mình bật điện để mình quay video cho các bạn nó sáng thôi chứ theo quy định thì phải tắt đèn để tiết kiệm điện nhưng mà mình quay video thì mình bật cho nó sáng một tí ha. Rồi. Đến đây là cái nơi cái căn bếp của tụi mình nè. Bếp thì nói chung là cũng giống như mấy cái kiểu bếp của Việt Nam rồi mấy nước mình ở đây thôi. Này máy hút khói với lại có bóng đèn này. Này có các máy hút khói để hút khói hút mùi để khỏi bị mùi trong nhà. À thôi cái này mà người ta mới thay cho tụi mình nó bị hư nên người ta thay lại. Rồi đây là bếp, bếp ở đây là dùng bếp ga, có bốn cái to nhỏ khác nhau. Ở dưới này thì mình có cái lò nướng để mà nướng gà, nướng vịt, nướng khoai lang, nướng bắp. Đấy. Còn mấy cái này là có mấy cabinet này để mình bỏ đồ thì tụi mình nói chung là nhiều. Mấy cái cabinet này rất là nhiều đồ. Như tụi mình, tụi Việt Nam mình thì khu này thì gia vị của Việt Nam đây rất là nhiều. Đó, còn mấy cái khu này thì của người nước ngoài, người khác thì mình không nên đụng vào đồ riêng tư người ta. Đấy. Một bao này bảo hành của đảo Tasmania. Rồi này bồn rửa chén rồi thôi. Thì bên này mình rất thích cái chỗ mà bằng rửa chén này lên là nó có cái view ít nhất là mình cũng có cái gì đó để nhìn ra khi mình rửa chén thì nhìn nó cũng vui. Đấy. Có đũa Việt Nam nha các bạn. Đũa Việt Nam bên này mua của nhà hàng Trung Quốc. Đũa thì mình không có mang qua nhưng mà mua của nhà hàng Trung Quốc để có dùng cho nó dễ. Rồi cơm điện thì bên Úc là người ta bán, đa phần người ta bán ở các siêu thị nên các bạn khỏi lo vấn đề về nồi cơm điện nha. Yên tâm các bạn mua đi. Thì nồi này nó rơi vào giá là tầm 13 đô Úc, 13 đô Úc cho 4 người ăn. Rất là nói chung cũng rẻ chứ không mắc lắm. Rồi đây là cái lò mà lò nướng bánh mì. Lò này chắc nhiều bạn cũng biết, bạn ở thành phố thì biết. Bỏ hai lát bánh mì vào kéo xuống rồi dặn là nó lên. Rồi.
Đến là cái lò vi sóng. Lò vi sóng thì hôm nay đang vệ sinh. Này là cái đĩa đang đặt ngồi đây rồi. Lò vi sóng này để hâm đồ ăn nha. Rồi tiếp đến là khô này, nó này là bỏ đồ, mấy cái đồ khô lặt vặt đồ này kia. Tủ lạnh to chà bá luôn. Mình thích cái tủ lạnh này ở chỗ cái nó là nó có ngăn ngăn đá ở dưới, tại vì ở Việt Nam mình thấy phần lớn là người ta dùng ngăn đá ở trên thì mình thấy rất bất tiện, tại vì ngăn đá thì rất là ít dùng, mà trong khi lại để phía trên này mỗi lần lấy rau củ quả thì lại phải cúi xuống ở dưới, thì mình rất thích là như thế. Ở trên này người ta dán mấy tờ giấy về nội quy quy định rồi này kia, mình thấy tủ lạnh này xịn phết đấy các bạn. Đây ở trong này thì dành chung cho Việt Nam và mấy bạn nước ngoài. Thì hiện tại là bên mình có ba cái tủ lạnh, nhưng mà hiện tại là cái này chỉ ở trong nhà, còn tí nữa mình qua hai cái tủ lạnh bên ngoài cho các bạn coi luôn. Rồi đây là phần tủ đông ở dưới, không có gì đặc sắc lắm. À, quay luôn cái thùng rác. Ok, thì bây giờ là tới cái phần phòng ngủ của mình. Thì bên này tại vì nó là một cái cửa ngăn lại để gọi là nó giữ ấm ở mấy phòng ngủ bên trong, cũng như là để tránh mùi hôi đồ này kia. Tại vì luôn luôn là cái cửa sổ đó nó mở để nó thông gió, nên là cửa này phải đóng. Rồi ok, mình cùng vào anh. Trong này mình cũng bật điện để cho nó sáng, cho mình quay video cho nó dễ cho các bạn và xem. Ok, thì bây giờ là đây là phòng số 2, phòng ngủ của mình với một bạn Việt Nam. Ok. Rồi vào nào. Tăng 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 tăng. Ok, chào mừng các bạn đến với phòng ngủ của mình. Đây, thì phòng ngủ này là dạng giường tăng. Ở dưới này là của bạn Khánh Nguyễn. Đấy, bạn đó biết mình qua video nên trốn chạy rồi. Rồi, ở trên này là của mình. Mấy cái thùng này là tự chế. Ok, thì ở đây nói chung là điều kiện người ta trang bị rất là đầy đủ, tức là có nệm cho các bạn. Nệm này nhúng sướng lắm bạn, nhúng phát ra tiếng động rất là kích thích. Rồi, gói chăn mền đầy đủ. Đây, đây rồi mình giới thiệu cái máy bên này. Phần lớn nhá, bên ốc này mỗi phòng sẽ được trang bị một cái máy sưởi ấm như thế này các bạn. Đấy, bật lên rồi ban đêm nó sẽ nóng, nó giữ sưởi ấm rất là tốt. Nhiều mức khác nhau, hẹn giờ nè, có hẹn giờ luôn các bạn. Thì rất đấy, hẹn giờ mấy giờ tắt mấy giờ, mình tụi mình phần lớn là bật nguyên đêm luôn, tại vì nó lạnh quá nên là ít hẹn giờ. Rồi to nhỏ, dạng to nhỏ khác nhau, rồi bật minh mát này, nói chung cũng đơn giản dễ xài, mà cái nào là cực kỳ tốn điện, nên là chủ người ta nhắc hồi mỗi ngày là phải lo tắt, ra ngoài phòng phải lo tắt. Tiếp đến đây là cái view của phòng mình thích nhất cái phòng nào ở chỗ có view đây đấy, view khu vườn của mình. Rồi tí mình ra giới thiệu xe, còn bên này là cái gara xe với lại cái bàn để đọc báo đọc sách. Rồi đây là cái bàn nơi mình làm việc để làm video cho các bạn, đây nhấc máy tính mình làm video cho các bạn. Này có mấy cuốn sách tạp chí rồi mình để đây, mình hay làm cho vui. Rồi trong này thì có quần áo, tủ đựng quần áo các kiểu, nhưng mà tại vì đồ nhạy cảm nên mình chỉ quay sơ sơ như thế thôi. Bên này cũng vậy, bên này trong này cũng có nhiều ngăn để mình để quần áo, kiểu tủ này mình rất là thích, đãi qua một phát cả là không thấy gì luôn đấy. Ok, là bây giờ mình sẽ đi tiếp phần khác thôi. Rồi xong rồi này, này đây là phòng, này là phòng ngủ số 2, tức là phòng của mình và phòng của một bạn khách. Rồi bên này là phòng ngủ số 3, cũng của hai người Việt Nam đó, và người ta đang ngủ nên mình không làm phiền được. Rồi bên này là có cái gọi là một cái phòng kho nhỏ đi, trong này được mấy cái gói dư nè, gói dư rồi ra gói dư. Rồi dưới là mình có máy hút bụi để mình hút sàn nhà, hút tháo, cũng như là hút xe, hút bụi trên xe ô tô của mình. Rồi tiếp đến là cái phòng ngủ số 4, thì đây là phòng ngủ cuối cùng của hai người Tông A. Thì nhà mình là tổng cộng có 4 phòng ngủ, thì trong đó là có 6 nam và 2 nữ. 2 nữ thì phòng đầu tiên mình giới thiệu với bạn rồi. Rồi tiếp đến sẽ là cái phòng mà gọi là giặt đồ với lại phòng quần áo đồ ha. Đó, thì hiện tại đây là mình đang sấy quần áo. Bên này có một cái sấy quần áo, nhà nào cũng có một cái sấy quần áo như thế này, thì rất là tiện, mình chỉ cần giặt xong thì bỏ vào đây sấy khô đem vào cắt luôn, khỏi cần lo mưa nắng
Đây, ngọn này là mình mua Việt Nam. À, mua để đây thì quần áo dơ tụi mình sẽ mang về bỏ vào đây. Rồi mình giặt. Rồi này chủ hướng dẫn vệ sinh cái lồng sái. Rồi hướng dẫn sử dụng cái vacuum, cái máy hút bụi. Này tại đây có thêm một cái bồn rửa này. Mình không biết để làm gì nhưng mình nghĩ là phù hợp để giặt giày hay là giặt mấy cái khăn lau nhà, lau chăn rồi đó. Đó, hợp lý. Đó, phía sau này là có thêm một cái cửa với lại một cái cửa sổ nè, nhìn đẹp không các bạn? Rất là thoáng. Đó, cửa lưới này mở mùa hè, còn cái này là mùa đông thì người ta đóng thêm cái này, còn cái này mới giặt. Đó, tiếp tục mình cũng đang giặt đồ bên này. Cái giặt này của Simpon, nói chung mấy cái hãng lạ lạ không mày. Đây đâu thì ngay ở dưới này thì được bọc giặt rồi các kiểu giò xả. Nói chung là mấy cái ở đây mà mấy cái kiểu tủ cà phê nét rất là nhiều. Còn đây là nơi để dài đi làm, rồi để cuối nhà này cho nó đỡ có những cái mùi gà chết, heo chết rồi. Mình để phía sau này. Đó. Rồi tiếp đến là phòng tắm. Thì đây là một cái khu để tụi mình tắm, thì leo vào trong tắm đó. Có nước nóng, nước lạnh đầy đủ ha. Đây, cửa này kéo qua là xong. Thì bên này là nước nóng, này nước lạnh. Đấy, vòi hoa sen. Còn ai mà muốn thích bơi lội thì có cái bồn này, cái bath này. Đó, leo vào mở nước rồi ngâm mình cho đã. Đó, còn mình không biết tại sao người ta để cái bị này làm cái gì nè. Không biết có gì bên trong đó không. Rồi cái này cũng có cửa sổ, nhưng mà phòng tắm này là tụi mình ít, rất là ít mở ra. Đấy, ở đây là có một cái gương chà bá, mấy bạn nữ rất là thích nè. Đó, tụi mình cũng rất là thích. Đó, vậy tụi mình đánh giá cái này nó hơi nhỏ so với quy định. Quy định ở đây là mình đùa, tức là nó hay bị văng nước ra ngoài ấy, nhỏ. Rồi nước nóng, nước lạnh đầy đủ. Ở trong này thì bỏ mấy cái đồ bóp đánh răng cây rồi mình để hết trong thoại này, dễ lâu. Đó, ở đâu cũng có một cái tấm nội quay như thế nào nè mấy bạn. Rồi, này là nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh ở đây người ta hay làm riêng lắm bạn. Cái toilet này người ta hay làm riêng. Đó, cũng có một cửa sổ, mình thích cái cửa sổ bên này. Mấy nhà mấy đứa bạn mình cũng có cửa sổ như thế. Ok, cái nào nó ghi này, tức là using là đang sử dụng, khi nào mà đóng lại là tự hiểu là đang sử dụng. Rồi bây giờ mình sẽ ra cái khu mà gara xe ô tô cũng có mặt vài thứ hay ho cho các bạn xem ha. Ok, rồi thì phần lớn là tụi mình đi về thì đi về dùng cửa này là chính. À, cái hệ thống khóa mình giới thiệu luôn cái hệ thống khóa cửa bên này nha các bạn. Tức là ví dụ như nè, ví dụ như đóng cái cửa này lại đúng không, đóng vô nè, nó có cái gờ chỗ này nè, đóng vô cả là nó móc trong này, cả làm bên ngoài mở không có được. Còn ở trong là chỉ cần gạt cái nút này xuống thôi. Đó, gạt xuống là kéo ra được các bạn thấy không? Hệ thống cửa như thế. Tương tự cái cửa này thì nó khác đấy. Đã vô là nó khóa lại luôn. Còn muốn mở ra là phải kéo cái lãi này qua bên này. Ok, đây, mở ra. Ok, rồi. Welcome, thì đập vào mắt đầu tiên của các bạn đây là một cái tủ đông. Nói chung tủ lạnh bên mình vô tư, tủ đông các bạn. Chỉ ở nhà 8 người thôi nhưng mà hai cái tủ lạnh, một cái tủ đông, đấy, tủ to cho bá, cái này chứa nguyên con bò cũng được nữa. Rồi, tiếp đến là một cái tủ lạnh nữa. Đây là cái tủ lạnh tiếp theo của hãng nào nổi tiếng thì các bạn mình thích hãng này nè. Tuyệt vời. Này thì bạn gái người, hai bạn người Tông Ma để. Rồi xe hơi của Việt Nam đây, này xe hơi của Khánh Nghĩa. Có hôm nào mình sẽ làm một cái video về vấn đề là cách mua xe hơi sao, mua và hồ sơ xe hơi sao ha. Đó, gara xe, cửa cúng, kéo lên kéo xuống. Này, khung cảnh trước nhà của mình nè. Hôm nay trời nắng đẹp quá. Rồi, tiếp đến sẽ là đây. Ba thùng rác màu xinh xắn nha. Thùng màu vàng, thùng màu xanh, thùng màu đỏ. Thùng màu xanh là chứa rác hữu cơ. Thùng màu vàng là chứa rác mấy cái loại mà nhựa tái chế đồ được. Còn thùng màu đỏ là ví dụ như là chai rượu, chai bia đồ đó là bỏ thùng màu đỏ. Thì quy định khác nhau. Đó đây. Rồi. À, một cái tiểu cảnh nhỏ này chỗ trước người ta trồng sẵn nè. Rồi đây là xe của công ty, xe này cho thuê nha mấy người. Xe này cho thuê của công ty cho mấy bạn Tông Ai kia đi làm. Còn đây là có cái khu vực barbecue cho mùa hè.
nhưng mà chắc là lâu lắm rồi, từ cái thời xưa xưa đó, có các bếp rồi nè, cái mà barbecue rồi đây, rồi chắc là tụi mình không bao giờ dùng đó. Rồi đây có cái vợt nhưng mà ít dùng, chắc là vài bữa mùa hè rảnh nhiều rồi và dùng sau. Rồi tiếp đến là cái khu vườn mini của mình đây, thì hiện tại là nó đang được trồng được vài cây hành với lại ngò rồi rau thơm rau húng rồi thôi, vì nó đang lạnh đó, nên là tụi mình chưa trồng nhiều, mua hạt giống về hết rồi nhưng mà chưa trồng nhiều. Đó. Ra luôn phía sau ha. À không, còn một cái đây nữa là cái bàn, mua bộ bàn này mùa hè ra đây ngồi đọc báo đọc đồ rất là thích. Ở đây bên này báo người ta cho miễn phí nha mấy bạn, ngồi đọc càng tiếng Anh thêm, ghế to cho báo luôn. Rồi đây là nhìn thẳng vào là phòng của mình luôn, có cái máng trượt này nè, tụi mình đang tập trượt rất là vui. Rồi tiếp đến đi theo cái hành lang này á, ra phía ngoài này thì là có khu sân sau này, cỏ này thôi, cỏ này thì có công ty nó tới cứ 2 tuần nó cắt một lần. Rồi tiếp đến là đây cái khu nhà kho, hôm trước mình có qua một cái video ở đây thì nó hơi tối là do ở trong này nó thiếu ánh sáng tí, nhưng mà do vì cần sự yên tĩnh nên mình phải ra ngoài này mình quay. Đó, khu này là khu dạng nhà kho nhỏ thì tụi mình hay chơi cái bóng nhỏ nhỏ đồ ở đây. Đó, có máy lạnh do mùa hè. Đó, chơi cái bóng này nè. Rồi có xích đu, xích đu nhưng mà ít ai dùng, chạy trao hết chạy trao rồi nên ít ai dùng, vậy đó không thôi. Đấy, nhà mình thì tổng quan là như thế thôi, thì cảm ơn mấy bạn đã dành thời gian theo dõi cái video này của mình, thì hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Nếu các bạn thấy video hay thì nhớ like cũng như chia sẻ và đăng ký kênh của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye.